Quý hàng, quý nhà đầu tư, xem qua một căn biệt thự nằm tại khu Thảo Điền, quận 2, nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng ha. Thì đây là cô Ngà, chủ nhân của ngôi nhà, muốn nhờ kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn mình review để bán cho cô. Thì hiện tại thì cô Ngà đang mong muốn rằng bán cái tài sản này là bao nhiêu tiền cô Ngà ha? Cái giá mình đã thấp xuống rồi đó, là còn lại là 1. Vâng, đây là toàn cảnh mặt tiền của căn nhà chúng ta ha. Căn này thì nằm hai mặt tiền, là nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng và phía mặt tiền phía sau á, đây là mặt tiền phía sau ha, là khu Cầm Bao. Đó, một trong những cái vị trí mà vô cùng đắc địa luôn. Có diện tích bề ngang á là từ đây qua tới bên kia luôn là 23m mặt tiền nha cô chú anh chị. Một tòa lâu đài, một căn biệt thự mang đúng cái phong cách là châu Âu giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. 100% là cái kết cấu của căn nhà này ở bên trong là 100% là châu Âu luôn nha. Thì có cái căn này là diện tích nó là tới 497m2. Toàn cảnh cái khuôn viên của căn nhà đây là cô chú này là Việt kiều Mỹ, muốn bán cái tòa nhà này đi để mà đi mua một căn nhà nhỏ hơn, vì hai vợ chồng lớn tuổi, cô chú cũng khá lớn tuổi nên không có ở cái nhà này rộng quá rộng, nên cô chú cũng thường xuyên đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, nên hiện tại thì cô chú đang muốn nhượng lại cái tài sản này cho ai hữu duyên nha. Căn biệt thự này thì nằm ở khu này là khu Cầm Bao, khu bên trong này là khu Cầm Bao. Cái đường thì rộng rãi, vỉa hè hai bên thông thoáng, xe cộ chúng ta có thể để thoải mái ha. Và bên trong cái khu viên khu Cầm Bao này là nó có 97 căn biệt thự trong này, là tổng diện tích mỗi căn là rơi vào tầm khoảng trên dưới 500m2. Và đối diện nhà chúng ta đây, đối diện nhà chúng ta là một cái công viên, view công viên nha, view công viên và sân tennis luôn. Đây là chúng quay đang quay là quay cái mặt tiền này, là mặt tiền phía sau của đường Nguyễn Văn Hưởng nha. Và phía trước là mặt tiền phía trước là đường Nguyễn Văn Hưởng. Và nhà chúng ta là hai mặt tiền đó mọi người. Khu này thì an ninh khá tốt, vô đây là xe cộ về đây là chúng ta đậu thoải mái luôn, không ai làm phiền. Rồi sau khi khám phá một vòng ở cái cung đường phía trước và phía xung quanh của căn nhà rồi á, tiện ích xung quanh căn nhà đây là khu Thảo Điền, quận 2, thì cô chú anh chị biết rằng là khu này là ở toàn là những tòa lâu đài, toàn là những gọi là những căn villa lớn, toàn là những người có chức có quyền, có địa vị, có tiền thì mới sinh sống và ở cái khu Thảo Điền quận 2 này nha. Nói chung là khu Thảo Điền quận 2 là một cái khu quy tụ những anh tài, những người giàu có, những cái người mà có địa vị trên xã hội. Bởi vì mỗi căn nhà như thế này thì ở khu này đã bước chân vào cái khu Thảo Điền quận 2 thì cô chú anh chị phải xác định rằng là mua những cái tài sản trong này là phải trên dưới hàng trăm tỷ đồng, 100-200 tỷ, 300-400-500 tỷ, thậm chí cả hàng ngàn tỷ ở trong khu vực này nha. Rồi thì nói dông nói dài thì chúng sẽ quay qua tận cảnh cho cô chú chị mình xem nào. Từ vị trí này qua tới bên đây luôn là 23m mà chúng mới giới thiệu qua. Chiều dài là 100 chiều dài tới mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng là 28m. Phía trước thì chúng ta sẽ có hai cửa căn, thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong nha, để cùng Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn khám phá cái căn biệt thự này nha. Rồi xin mời cả nhà. Đây là cửa này, chúng ta đi bằng cửa nhỏ ha. Đó, trước khi vào bên trong thì chúng ta khám phá lại cái cảnh quan của căn biệt thự này, là đây là toàn cảnh cái mặt tiền của căn nhà ha. Đó, lên cho cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư trông thấy rõ 100% là kiến trúc châu Âu nha, bên nước ngoài. Ở đây là khu Cầm Bao, ở rất là an ninh, rất là tốt rồi, thử là người ta thông thường đi về để xe bên ngoài không à.
không cần mang vào bên trong đâu. Trước đây họ làm cái này là khu vực này là cái khu vực gara ô tô, nhưng mà giờ hiện tại thì không có làm gara ô tô nữa mà làm một cái sân để ngồi chơi hóng mát uống trà rồi bên ngoài cho nó mát như thế này ha. Rồi đi khám phá một vòng bên này đi. Ở đây toàn bộ cái cảnh quan của căn nhà. Quay lại cho cô chú anh chị cùng xem. Căn này có cái thiết kế là một trệt hai lầu. Thì căn này được xây dựng và thiết kế rất là chắc chắn do kiến trúc sư người Mỹ về đây xây dựng ha. Thì mới làm ra những cái sản phẩm mà tuyệt tác như thế này. Đó là bên ngoài là những cái góc cạnh, những cái gọi là phù điêu, rồi những cái khu mà tiểu cảnh á, xung quanh căn nhà. Đẹp ha. VIP nhất khu này luôn. Khu này thì hiện tại người ta xây những cái tòa nhà mà mang phong cách hiện đại rất là nhiều. Còn những cô chú này thì cô chú sinh sống từ bên nước ngoài, ở bên Mỹ từ hồi nhỏ nên cũng lâu rồi, nên cô chú muốn về Việt Nam để tận hưởng trong cái thời gian này, nên cô chú quyết định là làm một cái tòa nhà này, là thuê kiến trúc sư người Mỹ từ bên châu Âu về đây để làm cái tòa lâu đài này. Và cái tòa lâu đài này có những cái đặc điểm của những cái căn nhà là xây dựng rất là chắc chắn và kiên cố. Tường là xây dựng tường 30, 40 và có chỗ tới 50 luôn. Bởi góc cạnh của căn nhà thì phải nói là rất là hầm hố, rất là chắc. Ở bên ngoài này hiện tại thì những cái nước sơn này nó có một số điểm nó cũng xuống màu rồi, nên về đây chúng ta có thể là tô điểm thêm và làm sơn xung rồi làm lại ha. Chứ còn bên trong thì còn rất là mới luôn, bên trong rất là mới. Ở bên ngoài thì chẳng qua là nó cũng xuống màu theo năm tháng thời gian á. Qua bên đây ha. Đó, góc xung quanh căn tòa lâu đài, căn biệt thự này thì có những cái góc cạnh, có những khu tiểu cảnh, khu vực sân vườn và cái độ thông thoáng của căn nhà. Thiết kế từ trên xuống dưới nè. Cái này ốp đá luôn nè cả nhà. Ốp đá từ trên xuống làm giống như là đúng chất lâu đài luôn. Phía trước là cái khu đây là đi ra bên hông là ra khu mặt tiền của căn hộ phía trước. Thôi thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong nha, để cùng Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn khám phá cái căn biệt thự này nha. Rồi xin mời cả nhà. Đến với buổi đẹp trời hôm nay thì chúng sẽ gửi đến cho đại gia đình ta trên kênh Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn qua xem qua một siêu phẩm của cô Cẩm Ngà. Cẩm Ngà. Thế là xin mời cô sẽ giới thiệu đôi nét về căn biệt thự của nhà mình ha. Dạ. Dạ, cô Ngà ơi, đây cái khu vực này cô có thể là giới thiệu toàn cảnh cái khuôn viên từ phòng khách tới bên trong vào để cho quý giả, quý nhà đầu tư mình xem qua toàn cảnh căn nhà của mình nha cô Ngà. Dạ, ok. Và bây giờ cái chỗ này là cái sảnh mình bước vào nha. Thì vào đây á, là phòng khách. Đây là phòng khách. Rồi đây á, là bàn ăn cho khách. Wow, khu vào tới khu vực này thì cho thấy căn nhà của cô là gần như là đẹp nhất khu này đó cô Ngà, đúng không ạ? Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Em có thể quay ra lên đây cho toàn cảnh cô chú anh chị cùng các bạn xem từ trên xuống dưới ha. Đó, khung cảnh đẹp quá trời luôn, nhà phải nói là tuyệt vời luôn. Cảm ơn, ai vào đây cũng khen, không biết có đẹp thật hay không. Và giới thiệu với cả nhà rằng là đây cô Ngà là một Việt kiều bên Mỹ ha. Sinh sống ở bên đó thì cô chú đã đưa nguyên các sản phẩm này về đây để mà xây dựng ở tại Việt Nam, tại khu Thảo Điền Việt Nam. Mang cái phong cách đậm chất châu Âu, không hề like bất cứ một cái gì cả, từ nội thất cho tới ngoại thất của căn nhà thì gần như là cô sắm từ bên nước ngoài cô đưa về đây luôn, đúng không cô Ngà nhỉ? Đúng, đúng, dạ. Dạ. Khu vực bên đây á thì một cái khu vực làm việc của gia chủ đúng không ạ? Đúng. Đây là khu vực làm việc.
Ở bên ngoài thì có cái khu cửa đi ra bên ngoài ha. Khu cửa bên ngoài thì chúng ta sẽ đi ra bên kia thì Trinh sẽ đã quay qua rồi. Còn bên đây thì mình cứ đi quay qua xung quanh trong nhà đi. Rồi ở khung bên ngoài thì mình cũng đã có rồi. Đó. Đây là cái bar rượu service cho phòng đó. Khách. Đây là cô giới thiệu, đây là có một cái quầy bar nhỏ ha, để làm cái phòng quầy rượu cho cái khu vực phòng khách của nhà chúng ta. Đó. Một căn nhà đẳng cấp châu Âu luôn cô chú chị. Mang đúng chất châu Âu ha. Trần rất là cao. Dạ. Và cái trần này từ đây cao lên tới cái điểm trên cùng á, của cái cao nhất của căn nhà á, thì như cái điểm này là cao đến khoảng 8m. À, 8m cho cái trần nhà. Vì thế nên căn nhà nó rất là thoáng ha, thông thoáng từ trên xuống dưới. Tất cả cái hệ cột trong nhà nè, cột này thì cột này là giả đá. Sơn là sơn giả đá. Chất liệu sơn giả đá ha. Và xung quanh là ốp những cái đá nè, đó chất liệu đá này là đá. Dưới này là đá khối luôn. Vâng. Và cái sàn nhà ở dưới cũng là đá. Đá này là đá granite nguyên tấm luôn đó cô chú chị. Đó, nguyên tấm luôn. Rồi đi vào bên phòng bên trong đây á, phòng gia đình. Đây là một cái phòng gia đình. Rất là lớn luôn nha. À, bước vào tới bên đây thì cô chú chị thấy là toàn cảnh cái không gian của cái khu vực này đi. Đó, đây là cái phòng khách. À, phòng này là phòng sinh hoạt chung cho gia đình. Là vừa ngồi khu này là khu mình có một cái bếp nè cô ha. Đây có một cái bếp nấu đồ ăn nhẹ và cái này là cái quầy cho party, bạn bè tới gọi là để đồ ăn làm là self service. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Đó, sang trọng đẹp ha. Bên này nữa thì có một cái quầy bar nữa. Quầy bar để service cho cái một cái quầy bar cho gia đình đây. Đây là cái bàn ăn sáng. Dạ. Wow, đây ngồi qua cái đây là cô những cái chất liệu của căn nhà này là mình nhập từ bên kia về luôn đúng không cô? Dạ, nhập mua hàng nhập hết. Để luôn cả cái máy massage. Dạ. Này đó thì luôn. Cô giới thiệu qua là tất cả những cái nội thất, ngoại thất của căn nhà thì cô đã nhập từ bên nước ngoài về nha. Đây là cái quầy bar đây, quầy này là cái gọi là cái đảo bếp nấu nướng chúng ta là nó để nhà này là 8 cái toilet nha. Dạ. 8 cái toilet. Hiện tại thì nhà này sẽ có hai không gian khu vực bếp nha. Khu vực này là khu vực bếp nhẹ nấu những đồ ăn bình thường không có mùi. Còn chúng ta sẽ có một cái khu vực nấu bếp ở bên ngoài nữa để nấu nướng những cái đồ ăn thức uống mà có những cái mùi ha. Khu này sẽ có một cái bàn ăn sáng của gia đình đây. Đây là cái bếp nhỏ. Dạ. Khu vực này thì khu vực này là một cái bếp nhỏ bên ngoài. Cái bếp nhỏ này là dùng để nấu những đồ ăn nặng mùi hoặc là cho người làm, người giúp việc ha. Đây là cũng đầy đủ hết, y chang như là bên kia. Nhưng mà đây sẽ là nấu nướng ở đây. Bên này có một cái nhà kho nữa. Đây khu vực này nói chung là khu vực này là dành cho người làm, người giúp việc và người lái xe ha. Thì đây trên này sẽ có hai phòng ở trên lầu nữa cô chú chị. Hai phòng trên lầu nãy chúng cũng quay qua rồi. Phía sau này đây là mặt tiền phía sau đó cô chú chị. Cái mặt này mang tiếng là mặt tiền phía sau nhưng thực tế ra là nó là một cái mặt tiền to luôn. Đây là mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng ha, phường Thảo Điền, quận 2. Trước là quận 2, bây giờ nó là thành phố Thủ Đức. Khu vực này thì là cái phía sau nhà nhưng mà chúng ta có thể là mở cửa ra quay ra mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng nha. Đó, khu này là trước đây có là cô chú làm cái hồ bơi nhưng hiện tại cô chú không làm hồ bơi, tức là làm lại cái khu tiểu cảnh để làm nuôi cá và có những cái thác nước chảy như thế này để cho cái căn nhà của chúng ta nó mát cô hả? Dạ. Với chiều ngang của nó là 23m. Dạ. Rất là dài. Chiều ngang của mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng này á, đó từ cái điểm đó ha, chúng ta qua tới bên đây là 23m và chiều dài á là 28m. Đó, mặt tiền phía sau là cũng là 23m nha. Đó, cho nên cái chỗ này nè, sau này mình mở cửa ra là chỗ này, cho nên cái khu lúc chỗ này hai cái bức tường này là sẽ mở ra thành một cái cổng cửa chính. Thì theo như cô giới thiệu qua là hiện tại căn này cũng là
quay ra mặt tiền vẫn ảnh hưởng, như hiện tại cô không có nhu cầu là buôn bán, không có nên không có mở cửa ra. Thử là nếu sau này mà mọi người ai quan tâm mà muốn mua về đây mà muốn mở cửa ra mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, chúng ta sẽ có thể cắt cửa ở đây, thông qua tới bên này chúng ta là mở thêm một cái cửa đi vào bình thường nha. À, phía trước này cũng đã đúng rồi, xây sẵn sàng cho một cái cửa chính. Đây em quay lên cái mặt tiền chính của căn nhà, và cái mặt này là mặt chính đây nè, mặt này là chúng ta quay ra đường Nguyễn Văn Hưởng đây nha. Góc bên tay phải của căn nhà đây, góc này là chúng ta sẽ có một cái khu nhà mát, ở Việt Nam mình gọi là nhà mát đấy ha, là họ làm cái khu gọi là trời lục giác. Nhưng mà đây cô chú làm theo cái phong cách là từ bên nước ngoài, gọi là cái tháp này gọi là tháp gì cô ha? Seattle. Tháp Seattle đó, từ bên cô chú muốn làm cái tháp này giống như là làm một cái kỷ niệm của bên châu Âu đưa về đây, tại vì cô chú rất là yêu thích. Trước đây xưa mình ở chỗ đó kỷ niệm. Dạ. Ở đây là đều có đèn hết. Dạ. Đều có đèn hết mà chưa bật. Tối nên là mở đèn ở đây là quá thông thoáng luôn. Quay từ cái góc đây là quay ra phía bên này em. Đó, từ cái góc này, góc căn nhà mà quay hết toàn cảnh hết ha. Đó, phía sau này là chúng ta sử dụng là mặt trước và mặt sau. Mặt trước, mặt phía trước là đường Nguyễn Văn Hưởng và mặt sau là khu cầm bao. Cô chú hiện tại là không có muốn mở cửa ra cái đường Nguyễn Văn Hưởng nên đi cái khu cầm bao vào để hai cho mặt anh tiền đi đường tốt hơn. Cái này giống như nhà này là hai mặt tiền đường. Dạ đúng rồi, là hai mặt tiền. Rồi chúng ta sẽ sau khi khám phá một vòng ở bên ngoài thì chúng mời cô chú chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư tiếp tục di chuyển vào bên trong nha. Và chúng đảm bảo với quý vị rằng là mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng với diện tích ngang 23m, chiều sâu là 28m, hai mặt tiền trước và sau, với cái mức giá bán chỉ chưa đến 200 tỷ đồng mà chúng ta được sở hữu một căn biệt thự mang đẳng cấp châu Âu như thế này, không gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Rồi mời cả nhà theo chân nhà đất Sài Gòn và nhà đất Sài Gòn đi vào bên trong nha. Vâng, thì hiện tại căn này á, như Trung giới thiệu qua là có tới 3 cầu thang đi lên, một cầu thang chính, một cầu thang phụ. Cầu thang này á, là dùng cho người làm, người giúp việc, họ có thể là ở bên nhà bên này. Thì vì ở cái nhà giúp việc mà nãy Trung có quay qua rồi á, là cũng có một cái cầu thang đi lên trên, và người giúp việc và lái xe ở bên ngoài, hoặc là họ nấu nướng đồ ăn ở bên này, họ có thể là đi theo cái lối này, đi lên trên tầng lầu để mà mang đồ ăn cho gia chủ ha. Còn bên cầu thang chính của gia chủ sẽ là chúng ta đi hướng bên đây ha. Vâng, thì sau khi khám phá một vòng á, thì Trung sẽ mời cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư mình theo chân nhà đất Sài Gòn và nhà đất Sài Gòn mình tiếp tục di chuyển lên bên trên ha. Thì trước khi lên bên trên á, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực nhà vệ sinh ở bên dưới đây, bên góc bên tay phải của căn nhà. Đi vào đây luôn em ơi. Đấy, một cái nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang rất là rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát như thế này nha. Đó. Phần góc bên tay phải này chúng ta sẽ, gia chủ có một cái khu vực này chúng ta có thể là làm phòng tiếp khách, để những bộ bàn tròn ở đây ha. Chú thì hiện tại thì chú rất là yêu thích thiên nhiên nên đặt mấy cái bộ gọi là ghế mây nè, đó, ngồi đây để mà thư giãn, uống trà hoặc là tiếp những bạn bè đối tác ở đây cũng được sau những phút giây làm việc. Rồi thì sau khi khám phá một vòng thì chúng mời cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư theo chân nhà đất Sài Gòn và nhà đất Sài Gòn chúng ta di chuyển lên bên trên nha. Thì tất cả các cầu thang đi lên đây là cái cầu thang chính đi lên đây, lên trên rất là rộng rãi thoải mái luôn. Sơn thì tất cái trụ cầu thang này cô chú thiết kế theo cái cách là xây sơn trụ ha, và trụ này là sơn giả đá, chúng ta nhìn nó rất là sang trọng và đẳng cấp luôn. Rồi đi lên ha, mặt cầu thang này là tất cả đều làm đá granite, là từ nền cho tới mặt đá này, tới mặt cầu thang này đều là làm đá granite hết. Ở khu vực cầu thang này có một cái cầu thang chúng ta đi theo cái vòm ha, thì đây có những cái bức tranh họa tiết của bên nước ngoài á. Đó, giống như là mấy cái phong cảnh mà bên châu Âu á, đó, tái hiện lại đẹp.
Chết vâng rồi. Đây là một cái sảnh của khu vực lầu 1, một cái sảnh rất là cao, thông thoáng luôn như thế này. Từ khu vực này đây á, là chúng ta cao lên cái trần này, từ trần này xuống tới mặt đất ở dưới phòng khách là nó rơi vào tầm khoảng 8m ha. Đó, 8m luôn. Đó, làm cho căn nhà của chúng ta nó thông thoáng. Đó. Đó, như cô chú chị thấy là khu vực bên đây à, nó là một cái hàng ba đi xung quanh như thế này. Hai bên là hai cái phòng, hai phòng ngủ ha. Rồi tí nữa mình có sẽ quay hai cái phòng đó sau. Bây giờ mình sẽ quay cái phòng này cho cả gia đình mình chúng mà xem nè. Bên đây là một cái phòng ngủ lớn. Đây là một cái phòng master thưa cô chú chị. Đó, một cái phòng master đó. Đã bị một cái phòng ngủ nữa. Rất là hoành tráng luôn. Quên. Đây là cái nơi mà một cái khu bồn tắm có ấy như thế này ha. Một mình cái... quên tắt nước. Dạ, bữa nãy quên tắt nước nó đầy bọt lên cô vậy hả? Đúng rồi. Thích quá. Đó, đây là một cái phòng master phải nói là tuyệt đẹp luôn. Đây là cái bồn tắm nha. Đây là một cái khu vực phòng tắm, phòng nhà vệ sinh, phòng tắm không mà đã cực kỳ hiện đại như thế ha. Toàn bộ cái không gian từ đây qua tới bên kia là cái khu vực phòng master này nó rộng khoảng đây chung ước chừng khoảng 60 mét không cô? Nếu mà cả cái sân. 5 mét này. Dạ. 5 chắc phải 5, tới 4, 6 mét. Dạ. 6 mét chiều này sẽ chắc đóng hơn tới khoảng. Nếu mà ra tới cái sân phía trước nguyên cái phòng master này phải sử dụng đến khoảng 60 mét vuông. Đó. Đây là khu vực nhà. Hơn đấy, đúng rồi. Đây là khu vực phòng ngủ ha, là giường ngủ. Cô chú trang trí những cái họa tiết hoa văn, những cái bông hoa từ bên nước ngoài nè. Về nhìn cho cái tiểu cảnh nó đúng cái phong cách châu Âu á, rất là đẹp. Ở trên trần nhà đây là có một cái bức tranh họa tiết của cái này là tranh cổ điển. Dạ, tranh cổ điển nè. Đẹp nhỉ. Tại cái nhà này hiện tại thì nay cái đèn này nó đang bị ấy, nó không có bật lên được. Bật cái tivi lên cũng nhà. Đây là thêm một cái tủ áo quần. Vâng. Đó, nó khu vực này là khu vực walk-in closet. Đó, tủ quần áo. Còn cái phòng ngủ này có một cái chỗ rửa tay để ba rượu uống nước rồi. Đó. Đây. Trong phòng ngủ thôi mà nhìn nó đã hoành tráng như thế này nha. Đi ra đây đó. Dạ. Là cái ban công. Đây là cái chất liệu của căn nhà này cô chú làm nè, là những cái họa tiết này làm bằng đá mài nha. Tức là nếu mà chúng ta mà muốn bóng nữa thì đánh bóng lại là luôn luôn lúc nào cũng sẽ bóng. Và căn nhà này xây cũng hơn 10 năm rồi nhưng mà chất lượng của căn nhà không hề thay đổi. Wow, ra cái khu vực này là một cái sảnh riêng của cái nhà góc bên tay phải này ha. Đây là cái sảnh này là sảnh sử dụng chung cho tất cả gia đình, nhưng mà có thể từ đó qua đây mở cửa ra là ngồi đây hóng mát được à, thoải mái à. Bên này là cái mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng này cô chú chị. Thì do là mình đang đi quay vào giấc này thì trời đang mưa nên không có tiện quay bên ngoài, có thể là đứng đây quay cho zoom lại cho mọi người cùng xem em. Bên cái lò hôm đó. Dạ. Đó là những cái căn ở bên kia là khu đó là khu của Vin đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Vin Home đó. Khu của Vin Home đó mà bây giờ mỗi căn ở trong đó là bây giờ giá tương đương với căn bên đây nhưng diện tích lại bằng chỉ có 50% thôi. Căn bên mình bên này á, là diện tích bề ngang của mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng này á là tới 23m mặt tiền. Và chiều sâu là 28. Tổng diện tích trên sổ là 497m2 đất đúng không cô nè? Dạ đúng. Dạ. Nhưng mà mình được mở ra. Dạ đúng rồi. Nói là mình được mở cửa ra cái mặt tiền Nguyễn Văn Hưởng nhưng mà hiện tại thì mình chưa có nhu cầu mở thôi. À, và cái em quay cái nhà đối diện bên kia cho anh. Đó là những cái khu của Vin ha. Khu dưới bên đó thì diện tích rơi vào tầm khoảng 250m2 nhưng giá bên đó đã là 200 tỷ đồng. À, 200 tỷ đồng. Diện tích bằng 50% của bên này. Và thực sự những cái căn bên đó xây dựng không bao giờ chắc chắn và bề thế giống như căn bên này. Căn bên Vin thì mang phong cách hiện đại, còn căn bên này của cô chú thì mang phong cách đúng 100% châu Âu mang về Việt Nam. Em mời vào đây nhá, cô mời. Rồi, đây chúng ta sau khi khám phá một vòng đây thì
Ờ, cây xoài này là cây xoài của nhà mình đúng không cô? Đúng rồi, cây xoài bên nhà mình. Trái cũng ngọt lắm. À, bên này hông nhà đấy ha. Bây giờ mình đi cổng này cũng được, mình đi ra đây là để mà cầu thang này để cho người gia nhân đó họ service cho mình đó, là họ chạy vào đây cho nó lẹ. Rồi, đó như Trung giới thiệu qua là căn nhà gần như là ba cái hướng cầu thang đi lên, thì cầu thang chính của căn nhà thì có hai cầu thang nhỏ này thì dùng cho người giúp việc, họ sẽ gọi là mang đồ ăn từ bên dưới họ đi cầu thang này đi lên nếu họ mình muốn ăn ở đây. Dạ đúng rồi, nếu mình ăn ở đây ở trên, còn ở bên kia cái cầu thang lớn mà đấy Trung đi á thì để dành cho chủ nhà thôi. Đây cô sẽ giới thiệu qua cái phòng này giùm con đi, xong mình qua cái phòng bên kia ha. Okay. mời vô đây nha. Hình như là cái phòng đây là nãy mình quay chưa hả? À phòng này mình chưa quay cô. Thì căn nhà này trên lầu 1 á thì sẽ có 3 phòng. Nãy là mình mới quay một phòng master là phòng lớn thôi nha. À, còn đây là một cái phòng phòng nhỏ hơn. Nhưng mà so với lại phòng master của căn nhà thì nó nhỏ thôi. Còn so với lại các căn nhà khác thì một phòng ngủ này cũng khá là rộng. Phòng ngủ này nếu mà tổng diện tích sử dụng theo Trung nhìn đây bên này cũng khoảng hơn 30 mét đó cô chú chị. Đó, khoảng 30 mét ha. Nhà vệ sinh bên trong, bồn tắm, chậu rửa, nhà vệ sinh là riêng biệt luôn nha. Đó. Những cái chất liệu này là cô như giường rồi chất liệu của căn nhà thì cô đều nhập từ bên bên nước ngoài về. Đó. Đây có một thêm một cái ban công nhìn ra bên cái khu. Đây em ơi, ra đây. Thì chúng ta sẽ quay qua cái khu cầm bao ở phía sau nhà mình. Ở hiện tại thì gia chủ quay mặt ra hướng này là cái khu cầm bao ở trong khu nhà mình đây. Khu cầm bao này là có bao gồm tới 97 căn nhà biệt thự lớn nhỏ trong này ha. Đó. Trong này thì có những căn đối diện mình là tầm khoảng là bao nhiêu mét trong cái khu này cô ha? Đó, khu cây xanh mát rượi, đường xá thì sạch sẽ. Có bảo vệ 24 có bảo vệ 24/24 ha. Đường khu này là đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trước đây là nó thuộc của thành phố Hồ Chí Minh mà hiện tại thì đã là chuyển qua là thành phố Thủ Đức, quận 2 thành phố Thủ Đức. Khu cầm bao này thì có 97 căn, bao gồm là diện tích khoảng từ 400 m cho tới 500 m trở lên nha. Và nhà chúng ta là đối diện cái công viên luôn á mọi người. Đối diện công viên với lại sân tennis. Đó đúng rồi. Đây đối diện nhà chúng ta là cái khu công viên và sân tennis ha. Đó. Đây cô chú anh chị thấy không? Những khoảng cách mà gần như là châu Âu mang về Việt Nam. Những trụ cột, những phào chỉ của căn nhà. Căn nhà này gần như là không có đụng hàng bất cứ một căn nhà nào trong khu vực này. Rất là riêng biệt và Trung đi quay cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây sẽ là một cái sản phẩm rất là đặc biệt luôn. Và một căn nhà phải nói là quá chất. Đấy, khu này là khu cầm bao, hiện tại là bên ngoài trời đang mưa. Đối diện nhà chúng ta là cái công viên và sân tennis luôn nha. Tập thể dục thể thao thoải mái luôn. Đó, sau khi khám phá vòng thứ hai chúng ta sẽ di chuyển vòng phòng thứ ba. Phòng nào cũng lớn, phòng nào cũng rộng. Rất là rộng luôn. Rồi, con mời qua đây nha. Đó. Dừng lại khúc này. Đó, đây là cái chúng ta sẽ di chuyển qua căn phòng kế bên. Đó. Rất là châu Âu luôn, đúng không ạ? Rất là châu Âu. Đây là căn phòng ngủ kế tiếp nha. Đấy, căn phòng này cũng rất là lớn, phòng này cũng rất là rộng. Cũng có nhà vệ sinh ở riêng biệt. Bước vào đây là chúng ta sẽ có một cái khu bồn tắm này. Nó một cái khu bồn tắm này không nhìn là đã thích rồi. Và đặc biệt là những cái trụ cột của căn nhà này, chúng thấy để ý là cô chú rất là kỹ ha. Làm đây là tất cả bằng cái chất liệu là đá mài. Đá mài là từ cái gốc này lên luôn nè. Và cái nền này thì tất cả bằng nền đá. Ở dưới là đá granite, ở trên này là đá marble. Đá marble nè, marble nè. Đó. Có toilet riêng hết, phòng dạ. Cũng có toilet riêng hết. Đây là nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh cũng dán gạch, dán đá từ trên xuống dưới, làm cho căn nhà của chúng ta nó thêm cái đẳng cấp, nó VIP hơn nhiều ha. Và đặc biệt những cái
cái hệ cửa nè, cô chú sơn theo cái kiểu này nó giống như kiểu xưa, kiểu cổ đó. Đồng của cổ. Cái cửa sắt này nó đi đúng theo cái lâu đài. Cái form của lâu đài của căn nhà dạ. Cái cửa sắt này nó đắt tiền hơn gỗ nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Mình sẽ làm theo cái kiểu này nó giống như là cái kiểu mà lâu đài cổ thì nó mới phù hợp với căn nhà này. Dạ đúng rồi. Ở đây là khu vực của phòng ngủ, phòng rất là lớn ha. Phòng này trước đây là của con gái cô, thì hiện tại thì con cô đang sinh sống ở bên nước ngoài. Cô chú hiện tại thì cũng đang muốn bán cái tài sản này cho ai hữu duyên. Không, có hai người ở rộng quá. Vì là có hai cô chú thôi, hai cô chú cũng khá lớn tuổi, năm nay cũng là hơn 70 tuổi rồi. Thứ là muốn bán cái tài sản này, mua một căn nhà nhỏ hơn và có thể là đi về về từ Việt Nam và bên Mỹ ha. Ngôi nhà này quay mà nói hai cửa. Đấy, sau khi khám phá ở phòng thứ hai rồi á, thì căn nhà này tổng cộng là từ trên xuống dưới là có tới 7 phòng ngủ lớn nhỏ ha. Thì bây giờ chúng sẽ đặc biệt hơn nữa là ở trên là có một cái phòng cực kỳ VIP luôn. Phòng rất là VIP, thì mời quý khán giả, quý anh chị đi lên theo chân nhà đất Sài Gòn và nhà đẹp Sài Gòn cùng cô Nga sẽ đi lên bên trên để khám phá toàn bộ cái không gian của cái phòng VIP này nha. Cái phòng này là mình làm phòng ăn chơi, tiệc tùng, bạn bè, karaoke đồ được luôn. Hoặc là đây là một cái đầu nằm ngủ chính. Một cái giường nếu mình không muốn ăn chơi trên đây thì đây là một cái giường, cái đầu giường, cái giường gọi là một cái phòng master bedroom lớn nữa. Trên này thì là một cái phòng karaoke nằm tại trên lầu 2 của căn nhà. Toàn bộ cái sảnh này cô dùng để làm phòng đãi khách, đãi tiệc, bạn bè vui chơi đến đây để mà chúng ta sẽ hát hò ở đây ha. Một căn phòng karaoke cực kỳ lớn đúng không ạ? Và đặc biệt căn phòng này xung quanh căn nhà chung có nhìn sơ bộ qua là phía trước có ban công, phía sau có ban công, có nghĩa là sân thượng á, sân thượng phía trước và phía sau luôn. Rồi thì chúng ta sẽ khám phá cái sân thượng này trước đi ha. Đây là cái sân thượng ở phía sau. Sân thượng này cũng có làm ở trên là một cái mái vòm, và ở giữa này, ở dưới chúng ta sẽ có một cái khu vực gọi là bàn ngồi để mà thư giãn, ra ngoài để hút thuốc hoặc là ra ngoài để cho nó thông thoáng cho căn nhà, cho nó khi mà chúng ta ở bên trong mà hát hò mà muốn ra bên ngoài cho nó thông thoáng hơn nha. Đây cô chú anh chị, trong nhà, khu vực nhà chúng ta là có tới 97 cái nóc nhà, toàn là những cái nóc nhà biệt thự như thế này. Xung quanh khu cầm bao này là 97 căn, mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng ha. Khu này thì phải nói là quá VIP rồi, đẳng cấp luôn. Và bên đây đó mọi người, có một cái view phải nói là tuyệt đẹp luôn. View gì đúng không ạ? View ngắm landmark 81 tầng. Đó, landmark 81 tầng, zoom ra cho mọi người cùng xem ha. Landmark 81 tầng này mỗi lần mà bắn pháo hoa hay là có sự kiện tiệc tùng mà bắn pháo hoa thì phải nói ở đây chúng ta ngắm pháo hoa là một cái view quá đẹp luôn cả nhà. Đó, và xung quanh của nhà chúng ta có những tòa lâu đài to như thế ha. Rất là nhiều những tòa lâu đài, rất là nhiều những căn nhà to. Đẹp. Thế sau khi khám phá khu vực bên ngoài rồi thì chúng tiếp tục đi di chuyển vào bên trong. Đấy. Dạ, để cháu sẽ khám phá hết cái khu vực này. Đấy thì xong rồi tí cháu sẽ giới thiệu chi tiết cái phần này sau. Bên này thì sẽ qua bên đây đi ha. Qua bên đây đi. Tại vì chung giới thiệu qua là xung quanh gần như là bốn mặt. Cái khu vực bên đây thì như chung đã giới thiệu qua từ đầu video á, là đây là cái cầu thang nhỏ từ dưới đi lên đây, với là để cho dành cho người giúp việc á. Ở Việt Nam thì gọi là người giúp việc, còn trước đây thì họ gọi là gia nhân và tài xế này nọ ha. Họ có thể là đi riêng biệt từ cái này là mang thức ăn nước uống phục vụ từ dưới lên trên. Bên đây là toàn cảnh cái không gian của căn biệt thự này, mà một cái phòng này gọi là phòng karaoke rất là lớn ha, rộng nhất của tòa nhà này. Đó, trần của tòa nhà này mọi người thấy không, thiết kế đúng cái phong cách châu Âu ha, mang về Việt Nam. Ở trên có cái mái vòm, và trên cái mái vòm á là gia chủ họa tiết bằng những bức tranh cổ điển như thế này. Quá tuyệt vời luôn. Và cái phòng này hiện tại làm phòng karaoke, nếu mà gia đình mình không thích làm phòng karaoke, có thể là hoán đổi lại thành một phòng ngủ
master. À, tại vì phòng này thì chúng ta chỉ cần dọn mấy cái khu vực gọi là bàn ghế này ra là chúng ta sẽ có đặt một cái giường ở đây. Khu vực này thì cô chú cũng đã thiết kế sẵn là khu vực đặt cái form giường ở đây, là một cái phòng master cực kỳ lớn cho căn nhà. À, bởi vì là hiện tại thì cô chú đã lớn tuổi nên muốn đi về bên kia và lại là muốn bán cái tòa nhà này, mua cái nhà nhỏ hơn để cho lớn mình quá không ở nổi. Vâng, lớn với quá. Cái chỗ này là hồi xưa là mình design là đứng ca hát. Dạ. Mưa trên mưa. À, quá tuyệt vời luôn. Ở khu này là trước đây là làm cái sân khấu, thì hiện tại không phải trước kia mà hiện tại bây giờ cũng vậy, chúng ta có thể là hát ở dưới và nhảy múa ở trên này là bình thường, đúng không ạ? Chỗ này nhảy múa, chỗ này dạ, chỗ này rồi. Là cái sân khấu để hát ca. Rồi. Trên này là rồi, chúng ta sau khi khám phá một vòng á thì sẽ chúng sẽ lưu ý thêm cho cô chú chị cùng các bạn mình nè. Đây có một cái khu vực này là khu vực quầy bar. Quầy bar này là phục vụ cho cái khu vực phòng karaoke. Với căn nhà này từ dưới lên trên là nó tới 3 cái quầy bar là ba khu vực quầy bar đúng không cô? Dạ, 3 cái lớn một cái nhỏ. 3 cái lớn một cái nhỏ, tổng cộng là thành 4 đó. 3 cái quầy bar lớn, nhỏ là ba cái lớn và một cái nhỏ. À, để phục vụ mỗi coi như là mỗi tầng, mỗi một khu đều có một cái quầy bar riêng như thế này. Khu vực này là khu vực nhà vệ sinh ha. À, nhà vệ sinh cũng rất là rộng. Thì căn phòng này thì gần như là thiết kế mà gần như mang cái phong cách là phòng ngủ master. À, nhưng mà vì lý do là ở không có hết nên gia chủ làm cái phòng này là phòng karaoke. Rồi đây đây mọi người, đặc biệt chúng ta sẽ đi ra đây ha. Tại sảnh này á, trên lầu 2 này á, ta sẽ có hai cái ban công, gọi là hai sân thượng phía trước và phía sau. Đây là một cái vực mái vòm của căn nhà này là mang đúng cái phong cách là châu Âu ha. Cái vòm này thường là những cái tòa bên nước ngoài, bên châu Âu á, họ mới làm những cái tòa vòm như thế này. Đó. Đây là đường Nguyễn Văn Hưởng. Đây là mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng ha mọi người. Mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng nha. Rồi em đây đây. Nói đến Nguyễn Văn Hưởng, nói đến phường Thảo Điền quận 2 thì chúng ta liên tưởng đến là khu này ở rất là VIP, nhiều những thương gia, nhiều những đại gia, nhiều những CEO nổi tiếng về đây ở khu này đúng không cô? Dạ vâng. Nhưng mà muốn nói thêm nữa là cái Thảo Điền quận 2, cái trên miếng đất này mà khi mình mua đó là mình rất là kỹ, mình đã nằm trên cái đảo. Dạ. Của xanh quanh đó, nước nó bao hết. Mình nằm ngay của cái gốc của cái đảo của nước. Dạ. Cái nước nó đi thành chữ U và cái miếng đất cái nhà của mình nó nằm ngay cái gốc luôn. À. Thì khu này á, chung nhắc lại là giống như là khu này thường thì người ta nói là khu Thảo Điền sẽ bị ngập. Nhưng mà ngập cục bộ ở một số nơi ở khu bên dưới. Còn khu nhà cô đang ở hiện tại rất là nhiều năm qua khu vực này không bao giờ ngập đúng không cô? Dạ, với lại đường mới làm mới. Đúng rồi, đường mới nâng cấp nữa. Với lại gần sông Sài Gòn ha. Đây chúng ta cách sông Sài Gòn nó tầm khoảng đây không, Sài Gòn nằm ngay đây. Đây cách ra sông Sài Gòn tầm khoảng 100m thôi là chúng ta ra tới sông Sài Gòn ha. Vâng, thì Trung cũng rất vui được cô Ngà mời tới đây để review bán cho cô ở căn nhà này. Thì căn nhà này thì Trung giới thiệu qua là Trung cũng vừa mới quay qua nha, cô Trung và cô Ngà vừa mới quay qua cho khán giả, quý nhà đầu tư. Chúng ta xem qua một căn nhà này ha. Có diện tích bề ngang là 23m mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng. Chiều sâu vô là 28m và mặt tiền phía sau cũng là 23m. Quay ra khu quầm bao, phía sau là khu công viên, rồi khu mặt tiền phía sau là mặt tiền công viên và sân tennis ha. Thì cái giá hiện tại cô Ngà đang mong muốn là mình bán cái sản phẩm này bao nhiêu cô? Hiện tại là mình đã bớt xuống rồi. Dạ. Thì với cái giá hiện tại là 197 tỷ. Dạ, hiện tại giá hiện tại là 197 tỷ. Nhưng mà cái giá trước, cháu nghe nói là cái giá trước đây là cô chào và giá bao nhiêu ạ? 250 tỷ. Đó. Thì cái giá trước đây là cô Ngà đang chào bán cái mức giá là 250 tỷ. Bữa nay thì cô đang muốn chuyển chỗ ở khác. À, nên cô muốn nhượng lại cho ai hữu duyên với cái mức giá 197 tỷ đúng không cô? Đó. Rồi ai thực sự quan tâm tới căn biệt thự này liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình thì Trung sẽ trực tiếp kết nối cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư mình gặp trực tiếp cô Ngà nha, để làm việc một cái mức giá cụ thể nhất đúng không cô? Có duyên thì mình có thể bớt xuống chút lên. Dạ, căn nhà mà quay ra hướng mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng á là hướng tây bắc và quay ra hướng phía sau của khu Cầm Bao á là hướng đông nam nha cô chú anh chị.
Thì căn nhà này nói chung là phù hợp với Đông Tứ Trạch cũng được mà Tây Tứ Trạch cũng được, quan trọng là cái giá bán. Chung nhắc lại là cái giá bán ở trong khu này là theo như Chung tìm hiểu và có biết rõ rằng khu này rất là nhiều những căn biệt thự đang chào bán và cũng có đang gửi kênh Nhà Đất Sài Gòn mình review bán. Thì Chung cũng có review một số căn ở gần đây nhưng mà giá rất là cao. Hiện tại những cái khu trong cái khu quần bao như thế này thì diện tích như căn nhà đối diện mình á, là có diện tích vườn ngang khoảng 250m nhưng họ đang chào bán với mức giá là bán là 245 tỷ. Họ bán 245 tỷ, có nghĩa là còn cao hơn cái căn nhà bên mình nữa. Còn bên mình á, bên nhà cô là tới diện tích tới 500m2 mà mặt tiền thì Nguyễn Văn Hưởng nữa, mà lại là một cái tòa lâu đài đẹp nữa cô chú chị, mà giá bán chỉ có 197 tỷ, còn được thương lượng đó. Gặp cô Ngà đây là cô rất vui vẻ nhiệt tình để tiếp chuyện với những ai mà hữu duyên nha, để mà những với những ai mà thật sự quan tâm tới tòa lâu đài này, tới cái tâm huyết của căn nhà của cô chú đã gây dựng lên đó. Đúng cô là 197 tỷ, còn thương lượng ha. Dạ, thương lượng chút đỉnh rồi nếu mà có duyên. Dạ đó, như vậy là cô Ngà cũng đã tâm sự xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý giả, quý nhà đầu tư trên kênh Nhà Đất Sài Gòn trong những video kế tiếp. Ai quan tâm thật sự hãy liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đất Sài Gòn mình sẽ liên hệ và kết nối trực tiếp với cô Ngà là chủ nhà để chúng ta làm việc một cái mức giá tốt nhất nha mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.